Trời ơi, sao anh uống có 2 ngày mà chia sẻ làm sao, chia sẻ làm sao? Chưa được 2 ngày nha. Hai thủ, một hôm qua là hai cử, mà sáng lên cử là ba cử, tên là mốt mới có một cử rưỡi thôi. Tối nay tôi đi làm về mới là một cử, đó là hai cử. Mà hồi nãy tôi nói trời đông ơi, trời hoài mưa mưa, tôi nói không, bây giờ mình hết mưa rồi, một giờ mới mưa. Thì đó bây giờ mình đặt ngang nhà vô, mình chạy thử trên cái stairway đó, là cái tiếng gì đó, nói gì, cái tâm cấp á. Từ cái chỗ đó, Italy mình chạy lên cao, một bữa tôi chạy tôi đạp lên cái chân trái của tôi, cái đầu gối nó nhói. Mà hồi nãy tôi đạp hai chân lên, tôi nói ủa, gần như là nó nhói một chút xíu, nó ủa sắp kỳ vậy đó. Không lẽ cái gì? Ôi trời ơi. Coi như là hồi xưa là anh đi lên cái thang cấp đó mà anh chạy bộ là anh đi lên không được đúng không? Tôi phải đi bộ chứ tôi không có chạy. Mà nãy tôi chạy luôn. Tôi chạy luôn thì tôi có cảm giác là cái đau của tôi gần như nó hết rồi, nó khoảng nó giảm hơn chừng là 70%. Ôi là trời. Sao mà đã luôn vậy? Mà anh mới uống 2 ngày hả? Mới uống 2 ngày hả? Oh my god. Tôi mới khoe với anh bạn già tôi. Tôi nói anh có bị cái gì đâu, bây giờ là để tính sao đi cho cái số điện thoại của cô Hằng rồi. Cái ngày mua cái suốt uống mà mình cho cái suốt tiền, người ta nói ủa suốt kỳ vậy, mới có hai chưa đẻ hàng mà lại vậy. Ôi là trời. Không, cái đó là tại mấy anh thiếu collagen nó quá đi, nó khô khớp xương, cho nên khi mình vận động mạnh mình thấy đau. Mà khi mấy anh nạp vô cái collagen nguyên chất á thì nó sẽ làm cho mình nhanh, thì mình cảm thấy là nó có cung cấp cái chất nhờn collagen, mình bước lên mình không có thấy đau giống như là khi khớp xương mình nó bị khô, chứ nó cũng không phải thuốc tiên gì đâu. Nha. Ôi trời. Rồi cái bàn tay trái của tôi đó, cái ngón cái của bàn tay trái á. Tôi mọi bữa tôi đàn guitar, tôi bấm không được, nó đau quá, bấm không được. Tôi phải đàn, tôi đàn chơi 1-2 giờ bắn nhạc là ngón cái tôi rất là đau, mà nãy tôi đàn 5-6 bài luôn, ngón cái của tôi gần như không đau luôn. Ôi là trời. Anh là khách mới của Hằng đúng không? Anh mới mua có 2 hũ đúng không? Trời ơi. Hồi nãy tôi đàn piano luôn, cái bàn tay trái của tôi di chuyển linh động luôn, cái ngón cái không có bị hạn chế nha. Ôi là trời. Thì cái này nói chung mừng hơn trúng số, cái này em nói thiệt mà. Trời ơi, thiệt luôn, cái này mình nói là hình như là nói đi anh. Tôi nói là có thể tôi là cái người mà chịu ảnh hưởng tích cực của thứ này chắc là nhanh nhất á. Dạ. Cô nói là có người ta uống tức một hộp người ta mới thấy có cái... Đúng rồi, có người thì uống 2 tuần, có người 2 tuần mới thấy kết quả hoặc 10 ngày. Nhưng mà anh mới uống 2 ngày. Oh my god. Chưa đầy 2 ngày là bây giờ nè. Bây giờ lẽ tôi live stream cho cô, tôi lấy cái bàn tay phải nha, tôi nắng cái ngón tay trái nha. Của bàn tay trái tôi nắng, tôi bẻ ngược lên lại không đau nha. Oh my god. Không đau nha. Trời ơi. Tức là nó đau một cái đau chút xíu à, mà nó cái độ uống dẻo của nó đó. Cái độ dẻo của nó giảm ra nhiều hơn. Ôi là trời. Không, cái vụ đau ngón tay nè, hay là đau cái khớp xương nhỏ nhỏ là hết thiệt luôn. Tại cái đó là giống như Hằng có bị. Dạ. Oh my god. Wow, trời, chúc mừng anh nha. Trời ơi, ông gọi điện thoại ông nói cô Hằng ơi, tôi mới uống 2 ngày, mừng quá tôi muốn gọi. Nhớ nhắn tin cho cô, nhưng mà tin mệt quá. Dạ. Mai, dạ đúng rồi, sáng Hằng chuẩn bị đi cho nên là chưa có bi gì thì Hằng còn bắt máy được. Dạ thôi, bye bye. Rồi ok anh, chúc mừng anh, rồi có gì thì gọi tiếp báo cho Hằng biết nha. Ok anh, rồi dạ dạ bye anh. Dạ dạ, trời ơi thiệt tình mọi người ơi, cái collagen mình nói thiệt nha, đó cái collagen nó là nguyên chất thôi, 100% nguyên chất thôi. Đó xoay khi những người khách uống vô có hiệu quả, người ta gọi, người ta báo với Hằng rất là nhiều luôn. Thì sáng cũng may là Hằng chưa có đi công việc, cho nên là khi Hằng bắt phone lên được á là ảnh nói là cô Hằng ơi tôi mừng quá, tôi muốn chia sẻ với cô cái này. Thì nói ok chờ đi, rồi để Hằng chia sẻ cho tất cả những người mà người ta mua có một cái về đau nhất giống như anh, để cho người ta cảm thấy là muốn thử cái hộp bột collagen này để như thế nào, để mình coi mình có giảm cái đau nhất đó hay không. Thì thực sự những ai muốn mua nên nhớ là gọi, phải mua đúng cái hộp bột của Hằng Kali mới được nha. Số điện thoại của Hằng nè,
408-206-1934 nha. Phải gọi đúng Hằng và chính Hằng nói chuyện để bán cái hộp bột này nha. Tại hiện tại khi người ta đã thấy cái bột collagen của Hằng Kali đang bán này độc quyền, thì nó được trên thị trường rất là tín nhiệm về cái bột này. Thì tất cả những người đã giả mạo rất là nhiều trên những cái trang Facebook, lấy hình của Hằng, lấy những đoạn phim của Hằng để mà bán những cái hộp bột giả. Còn đây là những cái bằng nhân chứng mà ta nói là uống người thật, việc thật đã gọi tới để chia sẻ những cái kết quả mình uống được tốt cho Hằng nghe. Thì đó là thực sự Hằng rất là mừng khi Hằng đã chọn được một cái sản phẩm tốt để gửi tới cho người tiêu dùng, người bị đau nhức, hay là những chị em phụ nữ mình bị mất collagen trong cái thời kỳ mãn kinh, hay là những cái cô, các chị, các anh bị rụng tóc rất là nhiều, bị rụng mà tóc không có mọc lại. Thì cái đó là một điều, cái bột collagen này nó rất là tốt. Mà chỉ có 68 đô cho một hộp bột mà nó có tác dụng nhanh như vậy. Thật ra sáng ra, Hằng đang chuẩn bị để đi suối. Thì khi đi suối, đó, mình đang chuẩn bị mới thay đồ rồi xong rồi chuẩn bị đi suối. Thì cái anh này là ảnh tên là Thuận Đỗ. Mà mỗi khi mình có lưu một cái số điện thoại của khách cũ gọi lên là mình biết rồi, khách cũ gọi tới là mình biết khách cũ thứ nhất là đặt thêm hàng, cái thứ hai là báo cho Hằng biết cái kết quả uống nó tốt quá cho cơ thể của mình. Thì khi sáng ảnh gọi lên, ảnh nói: trời ơi cô Hằng ơi, tôi mừng quá, tôi mới uống có 2 ngày mà tôi có kết quả. Cái Hằng mới nói: khoan khoan, để Hằng quay lại và để review những cái lời thật của anh cho những người khách, người tiêu dùng, người mới chưa biết cái bột của Hằng, thì sẽ mua cái bột của Hằng uống để mà cho mình có một cái sức khỏe tốt. Đó, thì thực sự cái hộp bột collagen này nó chỉ có 68 đô, Hằng bán cũng được 6 tháng nay, thì bán rất là chạy trên thị trường hiện nay. Nó là một cái bột thôi chứ không phải là sữa, mà bột collagen này nguyên chất 100% được làm tại Mỹ nha, được sản xuất ra tại Mỹ nha, là được đánh bắt từ ở vùng biển Alaska với những một cái da cá tuyết hoặc là cá pollock. Được đánh bắt vùng biển Alaska và được sản xuất tại Mỹ 100% nguyên chất bột collagen. Cho nên that's why khi người tiêu dùng uống vô, nó rất là nhanh, có hiệu quả, nhanh nhanh một cách thực sự. Khi Hằng bán, Hằng luôn luôn không có nói mà quảng cáo cho lố đâu. Hằng chỉ nói khi khách uống, tại vì cái này được chứng nhận trên lâm sàng. Thì chứng nhận trên lâm sàng khi người khách uống phải 6 tuần. Người ta nói lúc nào người ta cũng nói cái đoạn xa 6 tuần mới cảm thấy những kết quả trên cơ thể mình có. Giống như là cung cấp collagen cho đường ruột nè, cung cấp chất nhờn cho các khớp xương nè, nó làm cho da dẻ mình mịn màng hồng hào nè, tại vì nó cung cấp chất nhờn, hay là nó ngăn ngừa rụng tóc nè, hay là nó mọc tóc lại rất là nhanh khi tóc mình bị rụng nè. Nó làm tốt cho những người phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh bị khô khan nè. Giống như mình 30 tuổi thôi, mình đã mất collagen rất là nhiều rồi, không cần phải chờ tới mãn kinh mới uống nha. Mấy chị em phụ nữ trong 30 tuổi mình mất collagen mình hãy uống, để mình giữ cái tuổi xuân của mình, giữ cái tuổi trẻ của mình. Khi cái thời kỳ kinh nguyệt mình hết, nó mãn kinh, nó sẽ sanh cho mình rất là nhiều cái chứng bệnh tim mạch nè, hồi hộp nè, da khô khan nè, tánh thì nóng nảy nè, nó làm cho mình cáo gắt khó ngủ nè. Nó rất là nhiều triệu chứng của thời kỳ mãn kinh. Cho nên mấy chị em phụ nữ 30 tuổi bắt đầu hãy uống bột collagen này. Mình hãy uống giữ trong cơ thể mình có một chất collagen. Nhưng khi người ta uống collagen thì hãy chọn đâu cho nó đúng collagen. Collagen trên thị trường bán rất nhiều, nhưng được chứng nhận trên cái collagen độc quyền của Hằng Kali đang bán thì được rất rất là nhiều người khách uống và được cho một cái phản hồi nó rất là good. Cho nên mình khuyên các chị em phụ nữ khi chọn một cái collagen để uống thì mình hãy chọn đúng. Tại vì một hộp bột nó bự như thế này, nó chỉ có 68 đô. Thì ai muốn thử, mình cứ thử 2 hộp trước. Nghe Hằng có nói là mua cái lý mịch Hằng bán để gửi ship đi xa, có thể mua 2 hộp. Còn mấy chị ở San Jose, ai ở vùng San Jose muốn mua, Hằng cho địa chỉ tới nhà mua, mua một hộp cũng không sao. Còn khi Hằng ship đi, cái limit Hằng ship phải 2 hộp nha. Nhưng đừng mua một hộp, cái này là Hằng nói thật, không phải ép đâu. Hiện tại Hằng không đủ hàng để bán. Nhưng ý Hằng nói khi mua 2 hộp đi, ai uống cũng bảo đảm một cái kết quả tốt. Thì khi uống xong một hộp gọi lại Hằng thì nó gián đoạn. Trong mình tất cả khi mình mua với gửi cả 10 ngày hoặc 2 tuần, cái bột collagen mới tới nhà mình, thì nó đã mất cái thời gian nó bao lâu rồi.
Cho nên mình cứ mua hai hộp thử đi nha, 68 đô. Gọi cho Hằng Kali với số điện thoại 408-206-1934 hoặc là viết tin nhắn gửi về cho Hằng với số điện thoại 408-206-1934. Nội dung là viết tin nhắn nha, text message viết tin nhắn à, mình muốn mua bột collagen và tên và địa chỉ của mình ở đâu và mình mua bao nhiêu hộp, thì Hằng sẽ làm cho tất cả cô chú anh chị em mình một cái order bao nhiêu tiền, và lúc đó mình ký check cho Hằng cũng được, hay là mình gieo hay là mình vemo cho Hằng cũng được. Thì đó là cái cách mua bột collagen của Hằng, chứ không phải lên cho các trang mạng Facebook gì tùm lum, người ta lấy hình của Hằng, lấy phim của Hằng để người ta bán những cái đồ hàng giả, hay là chưa chắc người ta bán mà có bột giao hay không nữa, đó là một chuyện, mà không đúng bột của Hằng. Cho nên hãy gọi Hằng đúng số của Hằng Kali, hoặc là mua đúng một cái nơi Hằng Kali ship đi thì mới gọi là đúng bột collagen đảm bảo nguyên chất và hàng chính hiệu của Hằng Kali nha mọi người. Đó, thì hiện nay cái hộp bột này được rất là nhiều người gọi tới chứng nhận, nó có kết quả rất là nhiều cho phụ nữ. Những chị em phụ nữ hết kinh gọi tới cho Hằng nói y như những gì Hằng nói. Nói là cung cấp chất nhờn nè, nó làm cho chị em phụ nữ cảm thấy dễ ngủ, thoải mái nè, không có mệt mỏi nè, không có giống như là khó chịu trong cơ thể khi thời kỳ mãn kinh nè. Cái đó là một cái chứng nhận rõ ràng nha. Còn những anh, những chú, cô bị đau nhức uống vô nó giảm hầu như 80%, 90%. Thì đó là một điều thực sự nó rất là tốt. Được chứng nhận về cái bột này kết quả tốt như thế nào nha. Ok rồi, thì hôm nay một cái anh khách hàng uống đã chia sẻ, và sẵn đây Hằng đã nói cái công dụng của bột như thế nào rồi. Cho nên Hằng khuyên các cô chú anh chị em khi nghe cái đoạn video clip của Hằng nói thì mình nghe cho hết, để Hằng nói về cái bột này như thế nào, hay là những lời chia sẻ của khách như thế nào, để khi mình mua mình không có bỡ ngỡ và mình không có cảm thấy là ô mình không biết cái này như thế nào mà để mình mua. Thì mình muốn mua mình cứ thử, hai hộp nó chỉ có 136 đô, thì bây giờ mình cứ thử đi, uống tốt thì mình uống tiếp, không uống tốt nó chỉ có 136 đô. Mình đi mua một cái quần nó cũng quần, mà hiểu ông địa nó cũng 136, không có mua được cái quần rồi, chứ huống chi đây là mình mua hai hộp bột để tốt cho sức khỏe ha. Ok rồi, một lần nữa Hằng luôn luôn chúc tất cả cô chú anh chị em đã uống bột collagen của Hằng thì luôn luôn được nhiều sức khỏe và trẻ đẹp. Ok, xe độc đáo. Xe không phải ông nội omelet ở trong đó sống rồi. Rồi tự chế tạo ra xe, xong rồi chở mấy cái thùng nước lên để đi lấy nước á. Đó, trong đó có ông nội đạp xe ra nữa kìa. Ta dám lặng dễ sợ ha. Dám lặng im liềm luôn. Im liềm luôn. Rồi đi đi vô ông Tấn rồi. À, đây là đạp xe tập thể dục. Đó, đạp xe tập thể dục bicycle. Ở trong đó là sân golf của người nhà giàu. Ê, nhà người nhà giàu sống bên đây. Người nhà nghèo sống bên đây. Hai bên khác nhau. Người nhà giàu bên đây là đánh golf nè. Hello. Yeah. Bên đó là sân golf cho người dân thượng lưu. Bán mấy chiếc này 10.000 á. À. Còn ở dưới đây là cho dân trung lưu. Không phải trung lưu. Cái gì đây? Dân lưu trú ở dưới núi. Là ở bên mé bên đây. Không biết có ổng ở nhà không nữa đó. Rồi ổng đi kiếm rồi không có thấy. Đó chị này chị gửi cho 50 bạc. Mà lâu lâu Hằng rảnh Hằng mới đi kiếm. Rồi ổng đi kiếm không thấy. Nên bữa nay đi xuống nữa coi thấy không? Có xe đạp trong nhà hay gì? Có cái gì hả? Có chồng. Anh Tấn ơi! Anh Tấn hồ! Đi vô mở cửa. À, có cửa cổng gào đang mở. Như là có người ở nhà. Thì đi vô đại đi. Cơm cổng gào đang mở. Open the door. Open the door sẵn sàng đang đón khách. Not not. Who there? Ủa? Hello. Ủa ông Tấn đâu rồi?
Ủa anh vô anh ngồi thôi, không biết ông đâu hả? Ủa anh ở đây hả? Ủa gì ông Tuấn không ở đâu? Ủa ông này giống ông nào vậy ta? Anh là ông gì? Ông Quang hả? Ủa anh Quang. Ủa giờ sao anh ở đây rồi? Ủa mỗi lần anh ở xeo tờ mà anh Quang với lại anh gì? Mỗi lần gặp ở ngoài thư viện cho cơm, phải anh Quang không? Ủa sao bây giờ anh tàn hơn mỗi lần rồi? Tại đi ở vòng vòng vậy là tàn rồi, uổng không? Không thấy ông Tuấn hả? Chứ đi đâu cũng vòng vòng, không biết đi ra ngoài á. Nhưng mà anh ở đây mỗi ngày với ông hả? Ở đây, khi ở dưới. Ờ, ở dưới, đâu xuống dưới coi có ông dưới không Danh? Kìa, cái nhà ông đây nè, đi đường này nè. Anh Danh, đi bên đây nè. Trời ơi, giờ anh Quang vậy đó hả anh Quang? Mỗi lần anh ở xeo tờ, sao không ở xeo tờ gớt hơn? Bây giờ ốm hơn quá trời rồi. Hả? Nói bùa rồi thì... Bùa đồng bùa, mấy anh chơi đó ghét thì tưởng tượng bùa. Hả? Bùa, ai nói bùa đâu, à, không à. Tin cái đó. Ờ à. Bùa cái gì? Ừ, thì cuộc sống thì... Thôi ở xeo tờ đi, trở về lại vô xeo tờ còn có... Không thích hả? Đỡ đây thì tự do hơn. Vậy đó. Nhưng mà... người ngoài đời xíu gì chỉ là người phá không ừ. Vì chứ không phải chứ thật sự là đừng có người phá thì cũng là sống thoải mái lắm ở ngoài này á, đâu có ai phá gì đâu ở ngoài suối này hả, sống thoải mái hả, không có người phá đó. Tự do ừ. Không có nghĩa là lực lệ này kia tùm lum xeo tờ vô trong đi rồi biết chứ không, tại nói thì ấy gì thôi, xeo tờ thì có lực lệ đủ cho thì thôi mình luôn. Đi lên bờ làm việc. Làm việc ai hướng? Làm gì? Có giấy tờ đầy đủ thì có người mướn. Đi làm phụ concession rồi cũng được. Ừ. Không có hả? Nhà có nhiều trống. Ừ. Phụ đã phụ ra. Ở trong vỏ có thuốc lá không? Lấy cho ông thuốc lá. Không phải anh chơi gì đâu. Hằng. Anh đã coi YouTube từ xưa. Ừ thì đó, mỗi lần anh coi YouTube Hằng mà. Cảm ơn. Ừ, cuộc sống mình không muốn gì đâu. Thật sự là không muốn đâu. Ừ. Mình là người đó đi làm. Tới bây giờ vẫn clean breaker mà. Ờ. Breaker vẫn clean mà anh đừng ở đây anh Quang. Không phải gì. Ủa anh Quang nhiêu tuổi rồi ta? 59. Gần tới 60 rồi. Gần tới 60 rồi. Mà breaker anh không bị gì hết. Không bị gì hết thì đừng ở đây anh Quang. Đi lên bờ đi làm. Tại vì phiền lắm. Bờ mình cũng đã đi ở có mướn phòng rồi qua rồi. Nhưng mà không có đơn giản đâu. Bây giờ? Người nhất là người ở đông mình thì lỗi nha, mình không phải là mình kỳ thị, biết người ở đông kỳ thị mà. Ừ. Người ở đông họ hay kỳ thị. Ừ. Giống như họ coi các anh là này kia. Ừ. Họ kỳ thị. Yeah. Chờ em đi làm này em hiểu mà anh Quang. Ừ. Họ kỳ thị lắm, giống như khi em giúp em đem cái này cái kia hay là em giúp họ nói trời mấy người đó giúp làm gì đâu này kia, ta kỳ thị. Ừ. Mình không có nâng đỡ không giúp họ thì sao họ. Nhưng mà em nhớ kỹ đi, người ta mướn phòng của em chứ không phải là người ta lại xin xỏ hay cái gì của em. Ừ. Người ta không gì, người ta làm quyền. Biết không? Ừ. Ờ phải này phải kia. Đúng đấy, đúng rồi, ở đây á. Lực ở xài nhiều quá. Ừ. Bao nhiêu mới gọi là nhiều. Ừ. Đúng không? Vậy tự nhiên tôi sẽ xài nước theo hạn định của tôi. Ừ. Tôi không có phí thôi. Ừ. Rồi mấy người cũng nói này nói kia. Ờ do xài họ nói là xài điện nhiều đó. Nước nhiều. À. À. Mà bao nhiêu mới gọi là nhiều? Tôi tắm tôi đâu có thời. Đúng rồi, người ta tắm xong người ta đi ra chứ người ta đâu ngồi chờ. Nói là nhiều là sao? Lâu lâu ủa chứ chắc là tôi phải tắm cần là lâu. Coi như là tắm lâu hả? Rồi, ừ sao nhiều người ta hay nói tắm lâu quá không nữa. Nhiều khi cái chổng ở chợ trong đó người ta cắt tóc hay làm gì trong cầu tắm hay sao? Mình đâu có bằng chứng đâu mình nói người ta nhiều. Đúng không? Cái đó là mình nghĩ cho mình, không phải là mình không trải qua đâu. Chắc nhiều khi mấy anh đi vô phòng tắm lâu quá gần ở ngoài người ta chờ hả? Ta không chịu hả? Rồi ngày nào cũng tắm. Mình đi làm về mình tắm. Bây giờ mình làm cái gì cũng gì hết. Một ngày tắm đâu có quá đáng, một lần đâu có quá đáng đâu. Đúng không? Đúng rồi. Thì tại sao mà phải nói? Đúng không? Cái gì cũng muốn hết trơn là sao? Mình cũng lấy tiền cũng lấy. Thời hồi đó anh đi mướn mấy trăm tháng. Cái đó là ở cái phòng khách thôi, mấy trăm, nhưng mà du cho mướn là du phải biết ấy chấp nhận. Tôi không có quay cái gì của du là du không có bằng chứng mà nói tôi là xài nhiều xài ít đâu. Du có bằng chứng đi rồi du nói. Đúng không? Tại vì mình biết chứ, tại vì cái gì cũng muốn thôi. Đúng không? Ủa gì tôi mướn phòng làm gì? Vậy là hồi đó anh mướn phòng ở xong rồi anh mới đi ở xe tờ hả? Thời gian mới ở xe tờ. Đúng rồi, trước trước khi ở xe tờ là anh mướn phòng. Đúng.
Đúng. Rồi sau đó bây giờ từ xe tờ gớt luôn xuống đây rồi, khỏi xe tờ. Mình tự nguyện xuống đây thấy thôi, tại vì phiền quá. Mình làm á, mình rất là hà tiện, mình là dân xài lớn đó. Mà mình rất là hà tiện. Đi tới khi mà anh làm 12, 13 đồng thôi. Concession hả? Không, làm điện, nhà hàng. Nhà điện mà về mấy cái system, mấy cái điện hết, đó hả? Không phải, mấy cái memory á nó bự bự cho system của tụi hãng rồi này kia không làm á. Bưng đâu có thua gì ấy đâu. Bưng hai cái tay quải luôn á. 12 đồng chạy tới phim anh. Đã lâu rồi ha, thời 12 đồng là lâu rồi hả? Không có đâu. Mấy năm? Có lực rồi, có nhiều. Thời 12 đồng minimum quay là 5, 6, 7, 8 năm về trước rồi. Đúng không, cái mới ấy là không phải cái hãng cuối cùng ở phim anh mà mình làm. Phim anh làm. Phim anh rẻ hơn đây không? Phim anh bây giờ 16 đồng rưỡi. Nó trả dưới, nó biết chứ, nó trả dưới. Ừ. Dạ, cái đó là đâu phải chuyện nhẹ đâu. Nói là nói về về điện. Nhưng mà mình về cái... Ok, nó cho mình vô khế bồ, nhưng mà mình không thích khế bồ. Khế bồ nó ngồi, nó chán lắm. Mình nhảy qua, mình cái điều phá mệnh của nó luôn. Làm khiêng đồ hả, khiêng muốn quải hai cái tay luôn. Đồ nặng lắm chứ đâu phải gì nhẹ đâu. Nhưng mà mình cũng gắng làm. Rồi sao? Gốc gũa nó cũng set up mình để cho mình nghỉ thôi. Tại vì mình ở đó một năm rồi, năm mấy rồi. Nó temporary không rồi. Đúng rồi, temporary chứ không permanent hả? Không có lâu. Đúng. Ý trình nữa. Ừ, ý trình qua đó. Kiểu mà chỗ pho thì... Không phải hay. Không, cái này Mỹ luôn á. Cái này Mỹ luôn chứ không phải là pho đi ao rồi nữa. Mà không phải mình không chở qua đâu, mà không phải mình phích xuất xuống đây đâu. Đúng không? Không, nếu mà mình cứ đàng hoàng ok thôi chứ mình không cần giàu sang hay gì kia. Đúng không? Nhưng mà không có, không được. Trả tiền cũng không được ấy nữa. Bởi nhiên mới gọi là đợi ấy. Giờ đi làm concession được không? Đã làm cỏ qua rồi mới đây. Hồi mới đây cũng đi làm cỏ. Làm vườn cho người ta, rồi cũng bị chơi. Ai chơi? Không chơi thì mấy người dắt mình đi đó. Mình không muốn nói ấy ra thôi, biết không? Mới đầu thì nói 20 đồng giờ. Không thật sự ra mấy cái này, mấy cái mão, cái đó là mão chứ không phải là không phải làm giờ. Đi làm cỏ đâu có giờ. Mà người ta đối xử với mình là giờ. Biết không? Thôi. Mình không muốn nói, tại vì mình chấp nhận mình phải xong cái gì việc thôi, biết không? Chứ không... làm cỏ là cũng hốt cào việc nặng việc dơ. Đúng lúc ba người làm luôn á chứ không phải là thấy không? Người ta mướn mình trong một buổi đó người ta trả nhiêu vậy thôi. Mà rõ ràng đàng hoàng đi. Lúc đầu sao nói vậy? Ok, mình có mệt, bữa đó mình mệt thật sự chứ không phải là mình làm biếng, mà người ta nghĩ cho mình cái làm biếng liền. Mình mệt quá, tự nhiên đôi khi cái chừng cái mình làm chuyện nặng chuyện nhiều như vậy thì mình bị mệt thôi. Thì mình thật sự thôi, ok, mình có nói là thách ao mà tiền của mình không trừ ra đi. Mà cái đó là người ta tính theo giờ. Không phải đâu, đi làm cỏ làm vườn với nhà người ta đúng là mão chứ không phải làm vườn. Không phải làm giờ, đúng không? Làm mão. Sao giờ được mão miếng vườn đó nhiêu. Rồi cái người ta mão rồi cái người ta trả lại mình làm đúng không? Mình nói đúng lý thôi. Đúng không? Anh không phải nói ai hết chưa. Anh cũng từng hiểu biết qua mà. Giờ ra làm sao, thấy không? Mão ra làm sao, biết chứ. Cũng từng hụ concession ra qua mà. Đúng không? Đúng, không phải ấy đâu. Ủa anh ở chỗ đây tối nằm ngủ ở đâu vậy? Ồ cái liều anh trong đó hả? Cắt tự mình cắt chứ cái liều gì đâu. Muốn vô quay không? Có ấy không? Có ấy không? Thì chỗ ngủ thôi chứ gì đâu hả? Tự cái tre lại để có chỗ cho ngủ vậy đó. Rồi trải cái chỗ tự để có tối ngủ vậy thôi. Vậy thôi. Đó rồi cái tối rồi có đèn pin rồi không? Có. Mà không đèn pin. Xin cái từ phát mình để cho cái loại sạc luôn cái hàng cái loại mà có. Chẳng năng điện mặt trời. Mà có hai cái bóng á, cái đó thấy nó hay, tại vì nó không có cần phải. Đúng rồi, lúc này trời nắng nè. Cái đó ấy tụi phát nữa. Chạc năng điện mặt trời á. Em có ấy không? Em có. Để em về em kiếm coi có không, hôm nay em xuống. Sạc cái phone nhiều khi mình. Giống như mấy cục nhạc á, cái cục sạc dự trữ dự phòng á hả? Khỏi cần đèn cũng được. Anh muốn cục sạc dự phòng. Cho cái phone. Cục sạc dự phòng để khi mình hết pin đó mình chạc vô cái phone để mình có phone mình coi cái này kia. Đúng rồi, cái solar đi, solar nó tiện hơn tại vì mình khi đi ra ngoài. Ra ngoài thư viện mình ít đi lắm. Mấy cái cục chạc dự phòng mà bằng solar hả? À, để coi em không biết cục chạc dự phòng solar nha, để mua có không chứ. Lên Amazon coi thử coi. Có cái loại đó có mà không cần đèn đâu. Coi như có cái phone để coi là cũng sáng sáng rồi. Sạc vậy thôi. Nha.
Ok, ừ, để em kiếm thôi. Nhiều khi lên Amazon á, ừ, mình coi mấy cái chạc dự phòng mà bằng solar đó, ừ, cái xong anh chạc xong rồi anh đem phơi nắng, ừ, phơi nắng, yeah, xong cái có điện nạp vô, yeah, tiếp. Anh không cần đèn trong, ừ, đó đâu, nó chỉ, ừ, cần gọi cái sạc với năng lượng thôi, ừ, đó gì để cho nó cái mình xài lâu cho cái phone khỏi đi sạc, yeah, đi. Ủa cái này cái võng hả? Ừ, anh đó. Rồi ban đêm mà nằm. Đôi khi nằm ha, ừ, này, mà có mũi không vậy? Khuya có mũi không? Có chứ. Mình đốt cái củi. Ờ, đốt củi nó khói rồi đó. Đỡ khói, đỡ lắm. Nó đỡ mấy con mũi. Mấy con ruồi mũi ban đêm. Ừ. Nhưng mà đó cũng phải có cái lò gì chứ đừng để nó ngúng ngúng ở ngoài á. Không có. Ờ, à, anh có cái lò đúng rồi. Ờ, để trong. Nếu mà mình đốt mình để ghiêu ghiêu có cái mùi khói khói thì nó sẽ không có vô. Ừ. Thì coi như cũng tự biết làm cái chỗ. Tốt mà trước ở trước kia bây giờ giờ về đây giờ ba. Hồi trước là ở trên kia với mấy ông kia mà hả? Với Hoàng ở trên kia có cô lặng rồi. Bây giờ dời xuống đây với ông Tấn rồi. Ừ. Tấn ok, Tấn cũng welcome mình ở chỗ này mình ấy trước cũng không có làm gì, ừ, mình phải thôi ở chỗ đỡ cái này. Ừ. Bây giờ cuộc sống mấy anh tự chọn rồi biết sao giờ ha, chỉ cho giúp cho mấy anh miếng ăn. Nếu mà cái quần cái áo. Là thật sự Hằng, nếu mà anh không phải là dân không muốn đi làm đâu. Ừ. Em nói chuyện với mấy người đó nhưng mà cái nào gõ gàng đàng hoàng, ừ, ok, ừ, mão để người ta làm, ừ, bao nhiêu ngày ok em có công việc ấy bao nhiêu ngày xong, ừ, mà làm cái gì em gõ gàng thì anh nhận đi làm, dạ, anh thích cái gõ gàng hơn chứ không phải, ừ, là anh không muốn mà không muốn đi làm đâu, ừ, không? Nè nhưng mà mấy anh ở dưới đây mấy anh hình như chơi mấy cái đó mỗi ngày mà, ồ, phải không? Không cần thiết. Tại vì khi chơi, ừ, cái đó không có cái mấy anh làm biếng, ừ, có không? Ồ, sao nhiều người vậy? Hàng. Cái đó là đại đa số thôi. Ờ, đại đa số đúng đại rồi. Đại đa số thôi, à, em biết mà cuộc đời mà. Khi mà không có chơi cái làm biếng dữ lắm, mà khi chơi quá liều cũng làm biếng luôn, phê thuốc đâu có đi làm được. Không phải là ấy, bây giờ không phải là ấy, ăn thua mình nữa chứ, à, không phải là ăn thua mình nữa, mình phải gắng giật mình vậy nữa. Chứ không phải là ok em cứ nhắm vào cái đó, không phải là drug không đâu hả? Cuộc đời này không phải là drug không là làm cho mình ấy đâu. Ăn thua mình nữa. Anh Hoang, hồi trước anh có vợ con gì chưa? Ủa? Ờ, bây giờ vợ con đang ở đâu? Ờ, cũng ở ở Mỹ luôn hả? Ờ, nó sinh đây luôn, đứa con luôn. Ồ, anh sinh đứa con đây. Ừ, 35 tuổi, 36 tuổi. Trời ơi, vậy rồi biết anh sống gì không? Ờ, cái chuyện đó mình rồi chia tay lâu rồi, mình cũng không... Mà nhưng mà anh còn biết con anh không? Có biết gặp... chứ. Ờ, biết mặt được con anh hả? Biết chứ. Ồ, vậy hả? Biết. Nhưng mà thôi, cái chuyện tình cảm thì chia tay rồi thôi. Thì mình thật sự là mình cũng... người ta cũng có gia đình rồi thì mình cũng muốn clip đêm vào đó cho người ta khỏi có phiền phức phải không? Ừ. Cho nên mình thôi, mình không có tiền, không có gì, không có việc làm thì mình xuống đây mình ở thôi. Có gì em ở đó, thấy không? Vậy thôi chứ anh không đòi hỏi gì đâu, thấy không? Đúng cái tự do, anh thích là cái tự do. Có làm ấy thì khác, ok. Yeah. Còn không có làm thì ok, cái chuyện không làm anh... thì sống tự do vậy không ai ràng buộc, yeah, rồi yeah, không có phải lo trả tiền nhà tiền bill tiền điện tiền nước thì đúng cái chuyện anh cũng đã biết rồi, thấy không? Cái đó là sự thật thôi, coi như là cứ thôi kệ lấy lắc, yeah, vậy bây thôi. Bây giờ anh làm được cái gì ấy nữa, thấy không? Anh từng làm cái lô không phải dễ đâu. Ờ, đơn giản, nói điện tử là đơn giản gì, không có đơn giản đâu. Vô sâu xa đi, thấy không? Rồi vô chồng phải điêu với người này người kia nữa. Anh biết cái chuyện đó. Ở Mỹ này người ta nghĩ ồ nhẹ thì làm biếng ha, ok, mấy người muốn nghĩ sao nghĩ, nhưng mà lương tâm tôi không trái là được rồi. Tôi anh sống vậy đó, thấy không? Vậy thôi. Cái người kia, người nào người ấy anh không khe, nhưng mà chỉ có lương tâm anh, ok, ai muốn nói gì nói, thấy không? Mà cuộc sống cho hay không cho tôi cũng đâu có làm gì đâu, thấy không? Đó vậy thôi, tôi hỏi, ok. Tôi cần đồ ăn, tôi ra ngoài tôi xếp hàng. Cho không cho thì mấy người. Cái này mỗi sáng anh đi ra thư viện xếp hàng xin đồ ăn hả? Không phải mỗi sáng đâu, có mỗi buổi sáng không có đi. Chỉ có ngày thứ tư thứ năm. Thì đi ra đó tắm nữa, mấy ngày tắm luôn rồi đó, người ta giặt đồ luôn cho mình nữa. Hồi xưa có ấy có. Bây giờ có, thứ tư rồi đó có giặt đồ tắm luôn mà. Có cái cũng có xe tới. Cũng có nhà thờ nhưng mà lý do nó nhiều lắm hàng. Em không trong hoàn cảnh đâu ấy đâu, rồi người ta nói anh là khùng. À, có cái phone cũng bị mess up. Bây giờ có phone không? Có phone, đàng hoàng có phone. Ừ. Nhưng mà bị không biết nó làm sao mà mình nghe nhạc nó cũng phá mình được. Không ai phá đâu, tại mấy anh nhiều khi nghĩ vậy á.
đừng, nè đừng chơi đó nhiều anh Quang, tại chơi nhiều là cứ nghĩ người ta phá mình. Cái thuốc đó nó làm cho mình nghĩ như vậy. No, thuốc không có control anh được. Cái này là không phải mới về anh đâu. Anh tin rằng anh người ấy trên bờ thì nhưng không mà lâu mới đâu. Anh chơi lâu rồi hả? Không có. On off có chơi không có thôi. Đúng rồi, on off có chơi không có thôi. Đó, vậy thôi. Ghiền, em gọi là ghiền hàng ngày không có. Là em mới gọi là ghiền. Ok, chứ không phải là người ta chơi. Còn này anh có thì chơi không có thôi. Mà anh thấy cũng đâu có phê gì đâu. Vui với anh em vậy thôi. Thuốc lá này hút nhiều nè, thật sự nè. Đúng rồi. Đúng không? Thì anh tin... Hoàng, thật sự khi cái người mà có chơi không có thôi, không có ghiền á, là rất là dễ bỏ, rất là dễ thay đổi mà. Ủa, tại sao? Anh đâu có coi đó là cuộc sống của anh hay là ấy này kia đó, nó phải làm. Còn mấy người nghiện á, có nghĩa là nghiện vô trong thì, máu rồi, là mỗi ngày tới đó, cử tới giờ đó, phải okay, có. Cái đó là em nói là cái đó là nghiện thật sự. Ok. Còn ủa nghiện chơi cái đó là xấu hết ấy. Người ta chơi khác, người ta người này người kia chơi khác. Rồi em đi sanh ra cái chuyện này chuyện kia, đi lấy đồ của người ta ấy rồi này kia đó. Cái đó là em bị nghiện rồi đó. Nghiện rồi mới đi lấy đồ để kiếm để mà chơi đó. Chỉ thôi. Chứ anh biết chứ, cái này rất này là hồi xưa là đã có lâu rồi. Chứ không phải là ấy, giờ nó chế biến ra như loại này loại kia thôi, anh biết chứ. Mà rồi sao? Dạ. Đâu có phiêu gì đâu chơi. Thì đó chơi biết đâu có gì nữa đâu mà có tại gì sao đâu là sao chỉ phê. Ok bây giờ thuốc cảm thuốc đồ nó cũng làm mình phê được lương gì. Đúng rồi, đúng không? Ừ. Không phải ấy, có nhiều người nghĩ như vậy đúng, anh cũng không trách thấy không. Ok, nhưng mà mình nhớ kỹ, mình quơ lũa cá nấm là mình dính có người người ta sống thật thật đó thấy không. Vậy thôi, anh không có lạm dụng người ta nói. Có người nói ấy thôi, không dám nói trước mặt anh thôi, nói lạm dụng sướng quá đồ này kia. Để hưởng. Vậy hả? Hưởng cái gì đâu. Bây giờ nếu mà chơi đó hưởng mà được sống cuộc sống thần tiên giàu sang á, hưởng. Còn bây giờ chơi cái đó mà mấy anh sống gì đây, hưởng cái gì nè. Đúng không? Hưởng cái gì? Hơn là có củi đó. Có củi đốt nó đỡ lạnh đó, chứ nhiều ngày lạnh á mà nó lạnh bao nhiêu cũng lạnh thôi. Thì đó. Hưởng cái gì bây giờ? Hưởng ba con mũi mồng ở dưới đây. Ông Tấn nè. Ông Tấn nè đi ghé hai ba lần, lâu lâu em rảnh thì mới đi mà không gặp. Sáng ở đây nè uống trà với anh mà nó vậy hả? Rồi. Vậy là chắc đi chơi rồi, ổng đi qua bên kia. Thường thường là ổng đi qua bên kia. Qua bên kia thì thường thường phải chạy xe vô bên kia anh Danh. Ngồi chơi đi anh. Ngồi chơi nha. Thôi em cũng chuẩn bị em đi. Em đi ra kia ăn cá rồi em đi công chuyện nữa nè. Cho anh thôi lâu lâu ghé cho anh 20 đồng nè. Để cho mấy anh đó coi mấy anh mua thuốc lá hay là gì đi. Thôi đây là cái tình nghĩa hàng giúp mấy anh chút xíu vậy thôi. Giờ mấy anh có chơi cái đó hay không cũng là mấy anh ở dưới đây rồi. Lâu lâu thì hàng xuống hàng thăm thì hàng gặp hàng cho mấy anh chút vậy đó. Rồi có cần lấy quần áo hay lấy mì đồ ăn ra ngoài hàng cho ở ngoài xe. Ra ngoài để vô ăn nè. Anh còn kìa. Nè lấy tiền đi cho anh 20. Giờ ở dưới đây rồi nó cho không cho vậy mấy anh cũng chơi à. Nè cất đi. Mua thuốc lá không? Ủa sáng đi lấy chuối, cũng có chuối ăn cũng được nè. Tuấn lấy chuối này ăn cũng no nè. Tuấn đi lấy dinh dưỡng. Rồi ông Cường cũng ké mấy thùng xuống á. Ông biết không? Dạ. Rồi đó coi vậy ông nội tính gì đâu à. Cà phê rồi lấy gì. Có mì, có cà phê này kia, có quần có áo. Lấy bận được cái gì thay quần áo. Quần áo thì có kìa, tại nhà mới lấy cà phê thôi. Có cà phê uống nhiều khi buổi sáng. Ra ngoài đi, ra ngoài. Trà thì có rồi. Đây, có cà phê, có mì rồi đó. Rồi, bánh rồi. Đây. Uống cà phê ăn. Thôi đây đây, đặng cho thằng còn đi công việc nữa. Tại vì lâu lâu xuống kiếm ông Tấn mà hả, ổng đi đâu mất tiêu rồi mình rảnh mà lâu lâu mới kiếm một lần. Cái này cũng đỡ để đồ tùm lum la chứ người ta thấy kỳ quá. Đóng là vậy người ta cũng không có vô. Người ta thấy đóng rồi người ta cũng ngại. Cái này cũng ngại. Với người ta thấy lấy mấy cái bản ứng cử. Đó coi mấy ông hôm lết đem mấy cái bản ứng cử vô đây luôn rồi chịu nổi. Khu vực của tôi hả? Khu vực của tôi hả? Thấy kìa, thấy không? Cắm bản đồ này kia tùm lum hết á. Trước để đây nè, mình thấy nó xịu sọ mình sửa lại rồi thông đó thấy không? Đó, có nơi đồ đàng hoàng, khu vực của ai rồi hết trơn. Yên tĩnh chỗ này nó yên tĩnh. Ở đây nó yên tĩnh. Mình lớn tuổi rồi chứ đâu phải còn nhỏ đâu.
Ủa, làm cái gì mà rõ ràng này kia, nói sự thật đó, anh với Tấn đi làm giường rồi này kia, cái giờ tự do đó, chút xíu, đừng có... Có chút đỉnh tiền xài. Dạ, thật giật gì thôi chứ, tôi đó bà hổng Tấn với cũng đi làm với anh luôn đó. Bà ngại. Người ta kêu đi dọn cỏ đó ha. Đó, lưng ở bắt già, cắt cái này, cắt cái kia đó. Đúng rồi, thì đó. Có vậy đó. Anh không muốn làm đâu, nhưng mà nhiều cái giống như không có rõ ràng. Tụi anh cần thiện, biết. Mà không phải là tụi anh không lạm dụng mấy này kia. Tụi anh bỏ công ra lấy tiền chứ các bạn. Chứ đâu phải là anh không đâu. Bỏ công nhầm ra nữa. Cái sự thật là sự thật thôi. Anh không ấy. Mà hồi đó giờ anh mới nghe giật mình, biết không? Ủa sao làm này mà cũng giờ vậy trời. Làm vườn. Thì làm vợ mấy anh lợi hơn chứ. Dám đâu, không dám đâu. Làm vợ có nghĩa là kêu mấy anh làm là mấy anh không có được nghỉ. Còn nếu mà làm mão thì kiểu mấy anh ngồi hoài rồi cứ mấy biết chừng nào xong đó, kiểu người ta nghỉ vậy. Tại sao mấy người YouTube rồi sao không điêu đi? Làm bao nhiêu ngày, đúng không? Làm bao nhiêu ngày cho cái này muốn xong. Nói trước đi, đúng không? Mà đó giờ không ai mà làm vườn là mấy làm mão không à, chứ không có vụ mà làm vợ đâu. Thì nói ok bao nhiêu ngày mà tụi nhiên anh thủ làm theo cái ý của mấy người xong thôi. Nhiều khi chắc người ta không có muốn kéo dài lâu. Bởi vì cái người điêu mới quan trọng, đúng không? Vậy chứ em điêu mà trong khi anh không biết cái gì hết trơn, người anh chỉ là làm thôi. Ủa là sao đây? Ở nhà nhiều khi chán lắm chứ đâu phải là muốn ở nhà gì tối ngày cái năm mấy, bởi vì mới làm cái là chặt Tấn cũng làm lặt chặt để cho nó đỡ buồn. Nó có hoạt động chút xíu. Ít lắm mà trời ơi, không có đồng bạc trong túi đi đâu nữa. Thì đi mua được chút ít đồ cũng không có nữa, vừa đi đâu thì có tiền đó mua xì dầu nước mắm rồi thì mua ở lặt chặt nước tương rồi đó. Ông Tấn cũng gặp ổng, không có gặp nè. Có người ta gửi cho ổng 50. Mà đi kiếm ổng, lâu lâu hàng rảnh hàng mới đi. Mà đi kiếm 2 lần rồi đó, không có gặp ổng á. Bữa nay nhắc ổng nói có hàng xuống kiếm ổng á. Nó có uống trà với nè, người ta đi đâu cũng không nói đâu. Hello. Thì có đồ sẵn trong túi đó, đưa ông đi. Có lấy quần áo gì không? Lấy cho ông 2 túi đi. Lấy cái bịch đàng hoàng vô. Nè anh cho anh cầm đi, nhanh cho tôi kiếm bịch cho. Lấy quần áo không? Có quần áo. Có quần áo rồi hả? Có đi đâu đâu mà đọc cái gì. Có hem nè. Anh quay. Nè anh leo qua. Rồi có cà phê có. Đây có quần áo gì lấy được bận nè anh Quang ơi. Thôi không có rồi. Hả? Có rồi, có nhà đủ rồi. Không có mặc gì đâu, ấy là đi đâu mà mặc. Không có mặc hả? Ừ. Nhà có người mà cho trước cái này kia đó, cái gì? Trước gì quần áo. Đây ba có quần áo nổi. Có cái liều chút xíu rồi để lung la chặt chỗ. Ok, vậy lấy đồ ăn thôi ha. À, được rồi. Cảm ơn nhiều nha. Okay. Có gì rảnh cho xuống interview. Tiếp mấy người tới ha. Thì biết gì đâu, lâu lâu á. Tiền ghé thăm mấy anh vậy. Okay. Đó rồi ghé cho mấy anh miếng đồ ăn, cái quần, cái áo. Cảm ơn. Ừ. Cảm ơn chứ hằng làm công việc khác, không có vợ, không có rảnh thường ngày nữa. Ừ. Đó, rồi lâu lâu xuống thăm mà không gặp ông Tấn nữa rồi. Rồi. Ok anh thôi, thì cố gắng lên. Cái đội của ai bỏ. Không biết nữa. Không biết nữa. Của ai. Rồi thôi, hằng đi ạ. Rồi bye anh ha. Lượm về hả? Nó làm. À.
cái đội xe hả? Ừ, mất cái bánh này. Chắc không xài được. Được, không xài được. Mất cây đưa lên này. Về sửa, về sửa, giờ có chuyện làm. À, ok. Rồi, cảm ơn. Rồi, dạ bye anh. Tên gì quên. Anh Danh. Danh. Cảm ơn anh Danh.